Xin chào em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi số 9 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 25. Đề bài như sau. Trong một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước, so sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương. À, như các em đã biết thì trên các tuyến đường mà có vật chắn hoặc là gấp khúc ấy, thì người ta thường để gương cầu lồi, đúng không? Mục đích là có thể quan sát được các xe đi lại hoặc người đi lại mà bị đường gấp khúc chắn đấy, để tránh gây tai nạn. Và chúng ta đã được học phần lý thuyết của gương cầu lồi, đó là vùng nhìn thấy của gương cầu lồi thì rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, đúng không? Vậy chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi C9, đó là vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng. Rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 9 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 25.